Hello, hello, hello everybody, welcome to HealthVKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Hôm nay chúng ta đến với con game là Quyền Vương VN.com ha. Đây, những bé xinh tươi mát mẻ ha, mặc đồ cosplay đồ ha. Rồi hôm bữa thì em có review cái server S1 nhưng mà lúc đó thì nó chưa mở server. Thì hôm nay mở server cũng được 6 ngày rồi, 6 7 ngày rồi thì hôm nay vô làm video xem nó có gì free ngon không ha. Rồi sẵn thì coi còn code gì xài được không? À, anh em nè, anh em đăng ký tài khoản là được 35.000 xu nè ha. Đây ra ngoài nè. Đây. Thêm Gmail để bảo mật được tặng 20.000 xu nữa. Rồi tạo tài khoản này là được 35.000 xu, tổng là được 55.000 ha. Đây là feed code. Này là feed code chung ha. Feed code là được 120.000 ruby. Với đá thần chi mảnh ha. Thần chi mảnh này ngon lắm nha anh em. Anh em có thể thay thế cho bất cứ mảnh nào cũng được nha. Và 2 triệu vàng. Rồi ở đây, ở đây có code, có server mới này nhá. 11 giờ, 11 giờ ngày nào vậy? Để qua fanpage xem. À, đây khai mở S2. Thời gian 10 giờ ngày 30 tháng 8 ha. 30 tháng 8 ngày chủ nhật. Ok, chủ nhật 30 tháng 8. Rồi game chơi được trên ba nền tảng PC, Android, iOS nè ha. Không cần tải, đây là code nè. Rồi có server mới thì mai mới có. Rồi server duy nhất nè, rồi tân thủ nhận ngay 120.000 ruby, 2 triệu vàng nè ha. Rồi quay tướng SS siêu dễ, đăng nhập 8 ngày nhận SR. Đâu cần 8 ngày đâu. Đấy, ngày thứ hai là nhận được rồi. Ngày thứ hai là nhận được SR rồi ha. Được. Rồi ở đây có code like share nữa nè. Rồi update mới, ba tướng mới này nọ. Ô, có code ngày. Quay quay quay. Game code ngày mỗi ngày ha. Ok, được rồi. Để bây giờ đi nhập code like share cái. Rồi chúng ta sẽ tổng kết lại ha, rồi nhập code ngày này nọ ha. Thấy free code ngày là thấy ngon rồi đó. Ok, code like share là được 30.000 ruby nữa ha. Tổng là được 150.000 nè. Rồi khởi lực và siêu khởi lực. Ok, để tổng kết đây nè. Rồi, vậy là tổng kết là free đầu game ở chưa? Free hai code là được 2 triệu 500 ngàn ha. 2 triệu 500 ngàn vàng cộng với 150 ngàn ruby ha. Rồi VIP thì anh em có thể làm nhiệm vụ là lên ha. Đây. Cứ ở đây nó có nhiệm vụ nè, làm đủ là nó sẽ tự cho kinh nghiệm nè, 260 AXP. Lên VIP 1 chỉ cần 60 AXP thôi ha. Rồi ok. Còn ở đây thì heo có xu ha, nên heo sẽ chuyển xu vào. Đó, admin cộng rồi ha. Nhớ là lúc mà cộng thì anh em nhớ đăng nhập vào web ha. Rồi nhắn tin nhạc min cộng vậy sẽ lẹ hơn. Đây. Ta đổi 50.000 vô luôn. 50.000 là được 6.400 điểm ruby. Chủ yếu là lấy điểm lên VIP à. Đó, lên VIP VIP 6 ha. Wow, một phát lên VIP 6. VIP 6 để làm gì vậy, anh em biết không? Đó, chủ yếu là lấy quang nguyệt mảnh ha, 60 mảnh. Đó. 60 mảnh nữa. Được thêm một em tướng nữa nè. Trương Thanh được hai con rồi á, hai con SR đó. Ngon chưa? Rồi vé 5 lần quay. Từ từ ha, ăn hết xong rồi tổng kết lại. Kênh heo là vậy ha, anh em nào mới vô thì
thì ngỡ ngàng ha, tại sao lại gom chung nó vô như vậy, nhưng mà kênh heo là vậy đó giờ ha. Rồi, tổng lại là chúng ta được phi là 3.700.000 kim nguyên bảo cộng với 156.000 ruby. Rồi hai con tướng ếch nè ha. Hai con tướng SSR đây. Quang Nguyệt. Quang Nguyệt với con Trương Thanh. Rồi cái con này thì khỏi nói rồi, cộng vô cho vui thôi chứ nhiều khi heo cũng không có chơi nữa. Rồi qua ngày thứ hai là anh em được thêm một con tướng SSR nữa ha. Vậy tổng là được VIP 6, 3 con SSR nha. 156.000 ruby với 3.700.000 kim nguyên bảo. Rồi giờ vô quay tướng nè. Trong này còn 5.000 nè, hình ta phải không ta? Đúng rồi, trong này còn 5.000. Ủa. Đúng rồi, còn 5.000. Quy đổi bèo lắm là 1.000 triệu. Ok, để quay tướng xong rồi đi nhập code ha. Được hai con SSR rồi, quay là thế nào cũng được một con nữa à. Đó, SSR. Đi ra dít nhỏ lại coi, lớn quá. Ồn ào lấn át cái tiếng của heo. Rồi quay nào, quay nào. Chân cầm đích. Ủa chân cầm sao mà ở đích được. Lý Thu Thủy hả? Thích con bé này nè, đứng nó có cái bộ gì dưới chân nó nhúng 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 ghét à. Chúng ta thử quay thử 50.000 ha. 50.000 là 20 lần quay đó anh em, không có bèo đâu ha. Hồi nãy giờ vòng này nó là vòng thứ 3, thứ 4 gì rồi. Tỷ lệ ra tướng SSR rất là cao ha. Nãy giờ ra được 2 lần rồi đó. Chân Nguyệt, ok. Nãy giờ không biết được bao lần chưa trời. Lại là Triệu Long Đạm. Đồ La Tư Đích. Cái tên gì kỳ vậy ta. Bị sức cũng cho cái tên nào đẹp đẹp chứ tại sao lại La Tư Đích. Trúc Viên. Ok, Trúc Viêm. Với ai nữa? Kiều Linh. Kiều Linh. Ủa Kiều Linh là đóng hài mà đúng không ta? Gì nữa đây, gì nữa đây? Lại Triệu Long Đảm. Nãy giờ nói chuyện hết được 50.000 cho ta. Đó, Chân Điền. Ta nói tỷ lệ ga tướng nó dễ. Ga tướng SSR chưa được 20 cái nữa là ga thêm một con nữa nè. Vậy mà nhiều anh em bảo là tỷ lệ như cứt. Cứt đâu. Ngon rồi, ngon rồi. Đi ra coi đủ chưa. Trời ơi, nãy giờ nè. Tính ra lần 2.500. 2.500 mà hồi nãy giờ. Hồi nãy 56. 56. Cho nó 55 đi. Hồi nãy giờ chưa được 20 nữa. Má có mười mấy lần à. Tiếp tiếp. Tao nói tao xài hết 50.000 mà. Để hôm bữa nhiều anh em bảo là cái game bên quyền vương vn.com này thì nó tỷ lệ hấp. Hấp đầu hấp. Đây có con mới kìa, Chân Nguyệt. Mạnh Đình.
Ồ, sinh thái được 2 mảnh nè, 4 mảnh nè. 80 mảnh sẽ được ha. Huynh thành đứng mới. Rồi, phục bộ hà tướng cũ. Tư Mã Vũ. Lưu Song Nhi, thích nhỏ này nè. Cái gì cũng bự hết. Ta là Lưu Song Nhi, cần ta lực lượng sao? Cô bé nói vậy. Đó, trời ơi, coi nè. Ôi, nó lắc kìa. Game hại não chúa luôn. Tiếp tiếp nào, mở đi. Quan đài, quan đài. Ủa, Hạch Xuyên hả? Ok, Hạch Xuyên là tướng mới. Kiều Linh, 40 mảnh. À, quan đài có một mảnh nè. Mở, mở, mở. Triệu Long Đảm. La Đích với Hạch Xuyên, ok, cái nữa nào? Cái nữa nào? Đó, một con SSR nữa, hay. Anh em nghĩ sao? Xăm hoa ha, một con SSR nữa. Vậy mà nhiều người bảo là khó ra. Ok, ra được một thẻ xanh nữa. Trời, chưa hết nữa nè. Chưa được 20.000 lần nữa đó. Ủa đâu, đúng rồi, đúng rồi. 10 lần là 25.000. Hồi nãy chúng ta chỉ có 156.000. Trời ơi, rẻ rẻ vô tư. 20 lần, chưa được 20 lần mà được 2 con rồi hả? Nói gì cho ngầu đây. Con nào mảnh nhiều ta? À, con này mảnh nhiều hả? Con này con gì ạ? À, Tiểu La. Đây, những con SSR nè ha. À, Trần Lệ, Lữ Vô Song. Rồi Tiểu Bích Hợp. Rồi Lưu Ly Tử. À, đang tìm con này nè anh em. Trời ơi, nhìn nè. Trời ơi, chết luôn. Đang tìm con này nè ha. Video tiếp theo em sẽ ráng mở săn được nó ha. Đập hết code luôn. Hết luôn ruby luôn. Để mà mở được mấy em đó. Em này nữa nè. Trời, tạo hình quá đẹp. Con bé này thì video đợt trước hình như mở được nó rồi. Tỷ lệ ra cũng được. Chân tử cũng có tỷ lệ ra nha. Vì Tô Minh Châu cũng có tỷ lệ ra nè. Đã từng mở được mấy con này rồi. Lưu Tư chưa có. Thanh Tử, Thượng Sam, mấy con này chưa có nè. Khá nhiều con tướng ngon luôn. Ồ, Mọc Xương đẹp nè. Trời ơi. Ôi dồi ôi, nó trẻ. Ôi, không muốn bàn sâu vào mấy vấn đề này ha. Chúng ta sẽ bàn sâu vào những vấn đề này trong một cái video gần nhất sắp tới ha. Còn hiện tại thì chưa nên bàn sâu quá. Vô lộn rồi, vô trận ha. Đây, xăm hoa, đem xăm hoa ra. Rồi Triệu Long Đàm. Đồ Thanh Sương. Chân Điền chưa ra nữa hả? Hai luôn con tướng này luôn. Con tướng chính hai luôn. Rồi, lưu trận hình. Đó, đẹp. Tóc là lên được là 8.4, 840 ha. Ok, để đi nhập code cái. Nhập code, code ngày ha. Hình như là được 6 ngày. Ngày nào cũng có code nha anh em. Có đua top này nọ rất là nhiều luôn. Anh em nào. Đó, mỗi ngày được 10.000.
10.000 nữa thì tuy là không nhiều nhưng mà tính ra là 3 ngày là được một con nữa rồi. Hồi nãy chúng ta còn có mảnh vạn năng nữa mà. Được 30 mảnh vạn năng ha. Ok, vậy tính ra mỗi ngày được 20, được 10. Mỗi ngày là được 10.000 ruby ha. Thông báo yêu cầu phần thưởng mới nạp, mời anh em vào web gì đó. Đua top nhận ruby cũng khá là hot nha anh em. Đó, ngày nào cũng là bao nhiêu đó thôi. Gì vậy? Event tặng 20.000 xu. Điều kiện anh em chia sẻ bài viết. Ồ, tát. Ồ, được nha. Được, được. Nói chung là lâu lâu vẫn cho 20.000 xu để anh em lên VIP. Đây, code ngày 5 ngày trước. Rồi ok. Rồi nhớ nha anh em. Anh em nào muốn đua top thì ngày mai 30 tháng 8 ha. Thì 11 giờ trưa thì có một server thứ hai ra. Anh em nào có muốn vào đua top hay là lần trước chơi thua hay là không biết chơi hư ạt thì có thể vào server mới để đua top lại nha. Rồi ok. Bây giờ heo test một số chức năng của nó, cộng tướng đồ lên xong rồi chúng ta đi qua đánh một trận ha. Rồi, năng lực chiến một tí thì bây giờ chúng ta đi ra đánh một trận nào. Đâu rồi, chiến. Đánh một trận xong rồi chúng ta ốp video ha. Nhớ nha anh em thì tổng là chúng ta được phi 156 mà cho 150 thôi. 150.000 ruby với 3.700.000 kim nguyên bảo. VIP 6 55.000 xu. Web chứ nếu mà tính luôn code là phi mỗi ngày 10.000 ruby trong code. Nè, chuẩn bị rách đồ nè. Phanh. Trời ơi, cái game bạo lực quá à. Giết nhau xong cái rách đồ cưỡng bức nhau vậy đó. À quên, không có cưỡng bức. Ok, tất cả link theo để dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì kéo xuống dưới ha. Code này nọ thì có thể chờ ha. Hoặc là inbox cho admin để lấy ha. Ok anh em, cảm ơn anh em đã xem tới giờ phút này. Rồi nhớ like và share ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Heo VKT. Ok, hẹn gặp anh em ở server tiếp theo. Và những video tiếp theo nha. Kênh phát triển thì sẽ làm những cái live show, hot show hay là tag show gì đó. Lên tám nói chuyện với anh em ha. Ok. Let's go. もう逃げられませんよ。とりゃ。見ないでください。KO. 正義は勝つ。